Amazing. Ok, và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, clip ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với tựa game Jojo Blog. Và đây là một clip gọi là nhắc thời thôi anh em ạ. Và ok, anh em nhìn vào màn hình, anh em thấy cái gì không? Rebirth Arrow Spawn. Wow, amazing anh em ơi. Wow này, Rebirth Arrow Spawn liên tục anh em ạ. Wow, và hiện tại và là đây là vào lúc 12:36 và mình đang treo để gọi là kiếm cái Rebirth Arrow thì bất ngờ admin shoot down server và admin có bảo rằng là tôi thấy rất là nhiều người phàn nàn về cái vấn đề là Rebirth và tôi quyết định là tôi sẽ làm cái điều gì đấy tốt hơn. Thì bất ngờ mình vào lại server thì mình thấy Rebirth Arrow spawn liên tục anh em ơi. Wow, và ok, mình vừa mới Rebirth luôn và ok, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thử xem Rebirth Arrow liệu nó có spawn thật hay không anh em nhé. Và ok, mình sẽ kiếm cái con gọi là Made in Heaven anh em ạ. Mình sẽ lấy Made in Heaven đi. Wow, thật là tuyệt vời khi mà vừa mới ra server đã thấy Rebirth Arrow spawn liên tục một click luôn em ạ. Cứ hết cái này đến cái kia, hết cái này đến cái kia, rất là nhiều luôn. Và ok, mình sẽ dùng Made in Heaven để đến những cái chỗ mà Rebirth Arrow hay spawn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại cái lobby, thì không biết là lobby có không ta. Mình thấy là lobby như không rồi. Đây lobby này anh em thấy không? Đây, ở dưới cái bảng này có rất là nhiều thứ mà anh em cần phải xem. Đây, Rebirth Arrow mấy cái luôn em ơi. Ok, mình sẽ thử nhặt nào. Wow, ui, 3 cái anh em ạ. Và còn một đống ở dưới này nữa. Ui, rất là nhiều. Amazing. Wow, ê, còn mấy cái ở dưới nữa bạn ơi, cho mình nhặt phát nào. Ui, anh em thấy không, rất là dữ dội. Và ok, đây là một chỗ. Vậy thì những chỗ khác thì sao? Chúng ta sẽ qua luôn những chỗ khác và kiểm tra thử anh em ạ. Đâu rồi, ok, và fly nào. Rồi mình sẽ đi qua bên dessert trước anh em nha. Mình sẽ đi qua bên dessert và sẽ cho anh em xem những vị trí nó như thế nào anh em nha. Rồi mình đang bay qua dessert đây, anh em đợi mình chút nào. Quá là hấp dẫn luôn. Thật sự thì mình đang treo vào buổi tối vào lúc hiện tại là 12:37 thì admin vừa mới cập nhật một phát. Có thể nói là quá là hot. Ôi, ở đây một cái, anh em nhìn kỹ vào. Anh em nhìn là một cái nhưng thực chất là một lít đấy anh em ơi. Anh em nhìn thấy không, nó đè lên nhau anh em ạ. Và để chứng minh cho điều này mình sẽ thử nhặt nó anh em nha. Hiện tại là mình đang có là 6 cái Rebirth Arrow và mình sẽ thử nhặt nào. Wow, mình đã có thêm 2 cái anh em ạ. Đấy, vậy là 2-3 cái cùng một chỗ anh em ơi, quá là nhiều luôn. Và ok, mình sẽ đi tiếp vào chỗ khác anh em nha. Rồi, đi tiếp vào chỗ khác nào. Chúng ta sẽ đi hết tất cả những cái địa điểm mà gọi là spawn Rebirth Arrow cho anh em xem. Và ok, mình sẽ đi đến chỗ gọi là lâu đài của Dio. Rồi, mình đi đến chỗ lâu đài Dio phát nào. Đây, ok, mình bay qua đây luôn anh em ơi. Rồi bay qua luôn. Wow, một nùi Nani. Ừ, một nùi luôn em ơi, không phải dặn vừa đâu mà phải dặn rộng ra đấy. Ừ, trời ơi các ông ơi, một nùi thế này thì tôi không cứ hốt hết cho tôi đi, không tiếc làm gì các ông ơi. Trời ơi, admin xong nó hào phóng thế. Thật sự mình thề với anh em, Rebirth, kiếm được cái Rebirth Arrow là một trong những cái rất là khó khăn và gọi là rất là kiên trì luôn. Nên khi mà anh em gọi là phải chờ đến tầm 1 tiếng và 1 đến 2 tiếng và trong thời gian đấy thì nó sẽ spawn. Và thực sự thề với anh em, chờ 1 đến 2 tiếng rất là khó. Và tự dưng admin lại tự dưng nổ hứng lên, hào phóng lên anh em ạ, cho một cái event gọi là rất là ngon luôn. Ôi, mình vừa mới vào mình thấy Rebirth Arrow nó spawn như thế này tôi chịu rồi. Và ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua bên Iceland đi. Iceland này, à không, jungle trước đi. Jungle, đây, jungle. Jungle thì chúng ta sẽ có một chỗ là ở đây. Ôi, chỗ này bây giờ không thấy nữa anh em ạ. Vậy chứng tỏ thì chỗ này là không còn nữa, không còn Rebirth Arrow nữa rồi. Ok, vậy là chỗ này là chính thức không còn Rebirth Arrow nữa anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chỗ khác xem nào. Ok, rồi mình sẽ đi những cái góc ngách. Vậy là chỗ đấy chứng tỏ là nó đã không còn Rebirth Arrow nữa anh em ơi, nó đã mất đi rồi. Khi mà anh em thấy Rebirth Arrow spawn với số lượng lớn như thế này mà chỗ đấy không có thì chắc chắn là chỗ đấy không còn nữa anh em ơi. Vậy ok, đây ở trên nóc anh em thấy không, một click luôn này. Anh em nhìn ở trên màn hình này, đây anh nhìn phía bên phải anh em nhá, đây một click luôn anh em ơi. Ô, nhưng mà thực sự là mình không có mang cái tay lên bột để có thể lên cho anh em. Ok, vậy là chúng ta đã xác nhận được những cái chỗ mà Rebirth Arrow rồi đấy. Và ok, tiện thể trong clip này thì mình sẽ chỉ cho anh em một số chỗ bí mật luôn anh em nhé. Một số chỗ bí mật của Rebirth Arrow luôn. Rồi ok, mình sẽ qua Iceland anh em nhé. Jungle đã xong rồi, chúng ta sẽ qua Iceland nào. Quá là hốt luôn, Rebirth Arrow anh em thấy nó thông báo spawn liên tục luôn. Ui, ngon thật sự ạ. Sao mà mình tốt bụng thế nhờ. Ui, thật sự luôn, thề với anh em, những anh em nào mà gọi là không on rồi lúc bây giờ ấy, ngày mai admin fix lại thì đúng là hơi tiếc cho anh em. You need to level up before going. Ok, vậy là mình không đủ level để có thể qua rồi. Level bao nhiêu nhỉ? Level 40. Ok,
thực sự hơi tiếc một tí khi mà mày không qua được. Thì chỗ mà bí mật ở bên Iceland thì nó ở phía sau cái lâu đài, anh em ở, mà những anh em là chưa biết thì anh em có thể đi ra phía sau lâu đài ở dưới cái lớp tuyết thấp nhất, và anh em sẽ chỉ xuống nhìn xuống dưới lớp tuyết anh em nhé. Ở dưới lớp tuyết nó sẽ có một cái chỗ để anh em spawn ra nữa đấy, vậy là cái chỗ đấy chỗ bí mật đấy anh em ạ, mình quen chỉ với anh em. Ok, và chúng ta sẽ cùng qua Morio nè. Ui rồi ôi, thực sự mình thề với anh em ấy, mình đang hóng cái reverse arrow lắm luôn, nhưng mà admin lại cho một cách free như thế này thì đúng là sướng con gì băng. Ok, và chúng ta sẽ qua bên nhà của Dio nào. Ôi một nùi luôn anh em ơi, không phải dạng vừa đâu mà phải dạng rộng luôn cơ. Ôi, nó nhiều thế, nhặt luôn anh em, ui nhặt mà lag ở game luôn anh em ạ. Ui anh em nhìn này, rebirth arrow số lượng lớn, ôi bán rebirth arrow số lượng lớn, ui suốt đao server. Ok, quá là tiếc luôn anh em ạ. Ok, và mình sẽ leave nào, mình sẽ rejoin lại để xem nữa liệu nó có còn lỗi không anh em. Như anh em thấy hiện tại là 12 giờ 41 rồi, và mình làm cái video này phải gọi là ngẫu hứng anh em ạ, làm cái đang đang chờ để nhập mình làm cho một click luôn. Ôi trời ơi, nó mừng thật sự anh em ạ. Ok, rồi mình sẽ join lại xem còn lỗi không, có lẽ là mình đã fix rồi. Đây là một cái lỗi khá là nho nhỏ và khá là ít người nhận được anh em ạ. Những ai mà treo vào giờ này thì sẽ nhận được rất là nhiều luôn, những thứ hay ho xịn sò. Ok rồi, join lại nào để xem liệu chúng ta có còn hay không anh em nha. Chắc có lẽ là mình đã fix lại rồi anh em ạ, quá là thơm kèo luôn. Rồi đây mình đang join lại, anh em đợi mình một chút. Một cái lỗi khá là hấp dẫn và khá là hay cho những anh em nào mà treo đêm. Ok rồi, sao nó lại hiện bên màn hình này ta. Anh em đợi mình một chút nha. Ôi thật sự luôn, phê thật sự, một click arrow rebirth luôn. Rồi và mình sẽ chuyển cái màn hình nó qua bên này đi. Đây rồi, đây, và chúng ta sẽ cùng đi xem lại là nó còn không. Đây mới vào là đã hết rồi nên mà đã hết rồi, admin đã fix lại rồi, những chỗ vị trí bây giờ là không còn nữa anh em ơi. Ui rồi ơi, ở đây là một trong những vị trí mà spawn nhá. Như vậy là mình đã check cho anh em một số vị trí khá là hay ho và thú vị rồi. Ok, vậy là chúng ta đã không còn gì cả. Admin không biết có thông báo gì không đây. Thì như anh em thấy ở bên này thì admin có ghi này, admin có ghi là I see a lot of people, sẽ đại khái là có, tôi thấy là có một số người thì phàn nàn về cái vấn đề là gọi là rebirth ấy, sự kiện rebirth đấy. Thì tôi sẽ có một số thay đổi gì đấy với cái bên bên off player thì mình không dịch rõ lắm, đại khái là anh họ sẽ gọi là triệu tập, gọi là hỏi ý kiến một số nhóm người, và sau đấy sẽ thay đổi cái event để cho nó tốt hơn đấy. Đại khái là mình dịch được như thế. Thì theo admin là như thế, thì mình không biết là admin đã thay đổi cái gì, mình không biết là trong cái rebirth này có thay đổi cái gì không. Phần thưởng thì vẫn như vậy anh em ạ, và mình nghĩ là chắc là mình sẽ gọi là cho thay đổi một số cái vị trí rebirth này hoặc là một cái gì đấy. Ở trong phần để mình xem thử là admin có ghi thêm những cái gì không, và chúng ta sẽ thật sự là quá là phê anh em ạ. Ok, wow, ôi có rất là nhiều anh em, có rất là nhiều người đã gọi là ở trong phần general chat của Discord, admin đã gọi là rất là vui mừng vì điều này anh em ạ. Wow, quá là dữ dội luôn em ơi. Thật may đây là một trong những cái lỗi mà rất là ngon cho anh em, và ok, có lẽ đây là một trong những trường hợp khá là hiếm gặp, và mình thề với anh em là mình có vẻ là một người may mắn anh em ạ. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, và anh em đánh giá như thế nào, chứ riêng mình là mình thấy thôi, em cảm ơn anh đặc minh, em chỉ cần rebirth như thế là đủ rồi. Em hiện tại đã rebirth 4 rồi em ạ. Đây anh em thấy mình đã rebirth 4 rồi, và như thế là em đã mãn nguyện rồi em ạ, quá là mãn nguyện rồi thực sự luôn. Nó làm cho một cái event như thế, mình quay gọi là quay tốc hành luôn, mình bật máy quay lên mình quay liền cho anh em xem luôn. Ui ok thôi, coi như là một cái event nhỏ nhỏ đến từ admin vậy, mặc dù là lỗi nhưng mà ok, chúng ta hãy đón nhận nó như một cái event. Và ok, bye bye mọi người, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và anh em đánh giá như thế nào về cái sự kiện này, và những anh em nào mà không có mặt vào lúc này thì anh em cũng đừng tiếc nuối làm gì nha, vì rebirth arrow thì theo như mình thấy thì admin sẽ cập nhật và cho nó, cho cái sự kiện rebirth này nó sẽ trở nên tốt hơn, và mình nghĩ là sắp tới sẽ dễ dàng rebirth cho anh em hơn, và anh em cũng đừng có gọi là tiếc nuối làm gì. Ok, và bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye. Catch 'em all.